Kính chào quý vị đến với bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga. Và mở đầu bản tin hôm nay là một bản tin từ Paris. Kính thưa quý vị, một kiệt tác của nghệ sĩ đương đại người Pháp Yves Klein dự kiến sẽ có giá kỷ lục từ 30 cho đến 40 triệu Mỹ Kim tại một phiên bán đấu giá sắp tới, đã được trưng bày tại Paris trong tuần qua. Nếu bức tranh FC1 Fire Color 1 đang được trưng bày tại Christie được mua với giá cao như các chuyên gia tại nhà đấu giá này mong đợi, nó sẽ là một tác phẩm có giá cao nhất từ trước cho đến nay của danh họa Klein, một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất châu Âu thời hậu chiến. Bức tranh được hoàn thành vào năm 1962, chỉ vài tháng trước khi danh họa Klein từ trần vì một cơn đau tim. Chuyên gia của nhà đấu giá Christie, Loïc Gosser, nói với đài truyền hình Reuters rằng bức tranh này là tác phẩm quan trọng nhất của danh họa Klein. Từ kiệt tác được sử dụng rất nhiều, nhưng trong trường hợp này, bức tranh thực sự xứng đáng. Với từ đó, mọi người có thể thấy các màu đơn sắc mà Klein đã phát triển qua sự nghiệp ngắn ngủi của ông. Về cơ bản, Klein nổi tiếng quốc tế với màu xanh, nhưng rất nhiều người không biết rằng ông đã dành rất nhiều thời gian để phát triển và tìm kiếm cách để thể hiện lửa trong tác phẩm của mình. Phiên đấu giá cuối cùng sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 5 tại nhà đấu giá Christie ở New York. Các tác phẩm của họa sĩ người Pháp nổi tiếng trong sự nghiệp ngắn ngủi của ông bao gồm một loạt các tranh đơn sắc và các tác phẩm được tạo ra bằng cách một người phụ nữ khỏa thân được phết sơn xanh, sau đó in thân hình lên khung vẽ. Và kính thưa quý vị, tin từ Bangkok, thế giới truyền thông và công nghệ đang phát triển nhanh chóng, từ các trang mạng xã hội cho đến đây gần là iPad. Nên để theo kịp thời đại, một câu lạc bộ máy tính ở Bangkok đã giải quyết khoảng cách về kiến thức cho các công dân cao tuổi ở Thái Lan. Old People Playing Young, gọi tắt là OPPY, là một câu lạc bộ dạy cho học viên một loạt các kỹ năng máy tính như làm thế nào để vận hành Facebook hoặc sử dụng một máy iPad. Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Thái Lan trong năm 2011 cho biết 52% người sử dụng Internet của đất nước này ở độ tuổi từ 15 cho đến 24, còn những người trên 50 tuổi thì chỉ chiếm có 5.5%. Đối với học viên 80 tuổi, các lớp học bảo đảm giúp họ theo kịp tốc độ của công nghệ mới. Chuan Chun Kanpa Napi, một nữ doanh nhân đã về hưu cho biết họ phải theo kịp với công nghệ mới ngày nay, nếu không họ sẽ lạc hậu so với mọi người. Họ sẽ cập nhật thông tin và làm bản thân mình luôn vui vẻ. Các giảng viên OPPY luôn lặp lại các bài tập trong lớp học để học viên có thể thực hiện càng nhiều càng tốt. Một giảng viên IT của OPPY là Sutera Chamlong Supalak nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ. Sutera cho biết thế giới đang thay đổi, chúng ta càng ngày càng ít giao tiếp với nhau bằng lời nói. Nếu như người cao tuổi không biết về công nghệ mới, họ sẽ không thể theo kịp với thế giới, sẽ có một khoảng cách giữa họ và các thành viên trẻ trong gia đình. Một khi họ có thể truy cập Facebook, họ có thể trò chuyện với gia đình của họ trên Facebook. Từ khi thành lập vào năm 2000, câu lạc bộ giảng dạy các kỹ năng máy tính cơ bản cho người cao tuổi, làm như thế nào để khởi động và làm thế nào để nối kết với Wi-Fi. Các khóa học gần đây bao gồm làm thế nào để sử dụng các chương trình như Word, Excel và làm thế nào để điều hướng các World Wide Web. Derek Wangui Wantana, một bác sĩ về hưu 84 tuổi, là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp iPad. Ông cho biết rằng trở ngại lớn nhất của ông là ghi nhớ thông tin. Câu lạc bộ tiếp nhận sinh viên từ 45 tuổi trở lên. Lệ phí cho mỗi khóa học là khoảng từ 43 cho đến 150 Mỹ Kim, tùy thuộc vào mỗi khóa học. Và kính thưa quý vị, tin từ Đài Bắc, nhiều người đã tập trung tại thủ đô của Đài Loan để tham gia một cuộc chiến gối ngủ, một sự kiện được tổ chức vào ngày cuộc chiến gối ngủ quốc tế. Khoảng 100 người đã tham gia sự kiện này. Một học sinh 16 tuổi Giang Xin Yu cho biết rằng đây sẽ là hoạt động giảm stress tuyệt vời. Cô nói cô rất hạnh phúc khi cuối cùng cô đã giải tỏa tất cả những căng thẳng của mình hôm nay. Cô đã có rất nhiều áp lực từ công việc học tập, từ vấn đề trong mối quan hệ và các tranh luận với bạn bè của mình. Nữ doanh nhân 32 tuổi là Quenny thì cho biết rằng cuộc chiến gối ngủ này sẽ làm cô mất tập trung về những nỗi lo lắng về việc tăng chi phí sinh hoạt. Cô nói chi phí nhiên liệu là rất tốn kém. Gần đây cô nghe nói phí điện sẽ tăng lên nên sẽ rất tốn kém khi sử dụng máy điều hòa không khí, trong khi thu nhập của cô thì không tăng. Cô rất khó chịu nên cô đến đây để chiến đấu với những chiếc gối ngủ. Một loạt các cuộc chiến gối ngủ sẽ diễn ra tại 27 siêu thị Carrefour trên đảo trong suốt ngày. 50 gói ngủ đã được bán với giá 1 đồng đô la Đài Loan, tương đương với 0.03 Mỹ Kim trong sự kiện được đồng tài trợ bởi 3M Minnesota Mining and Manufacture Taiwan LDT và Carrefour.
Ngày cuộc chiến gói ngủ quốc tế bắt đầu từ năm 2008 và tiếp tục được tổ chức mỗi năm ở khắp nơi trên thành phố trên toàn thế giới. Và kính thưa quý vị, tin từ Cuenca, đất nước Ecuador đang thu hút người nhập cư bởi phí sinh hoạt rẻ và cảnh quan tuyệt đẹp của các danh lam thắng cảnh. Số lượng người về hưu từ Hoa Kỳ đến Ecuador đang ngày càng tăng. Cuenca, một thị trấn ở dãy núi Andes, có một cộng đồng người ngoại quốc đông đúc bao gồm cả Mick Watson và vợ của ông Katie Cathy. Mick cho biết rằng ở đây rất đẹp, đồng thời chi phí sinh hoạt ở Ecuador thấp hơn so với chi phí sinh hoạt tại Hoa Kỳ. Đó là những lý do Ecuador phù hợp với họ. Mick và Cathy đã dọn đến ngôi nhà mới của họ trong thị trấn. Họ cho biết rằng nói được ngôn ngữ địa phương là chìa khóa để thích nghi dễ dàng với cuộc sống nơi đây. Cathy cung cấp các lớp học tiếng Tây Ban Nha cho những người ngoại quốc khác và nói không phải tất cả mọi người đều dễ dàng để thích ứng. Cathy nói nhiều người đến đây và họ mong đợi nơi đây sẽ giống như Hoa Kỳ, nhưng nó không phải. Và họ không thể đối phó với sự khác biệt ngôn ngữ, các vấn đề về thủ tục, và do đó họ đã quay trở về. Trong 5 năm qua, đất nước Nam Mỹ này đã trở thành điểm nóng hàng đầu cho những người về hưu tìm đến để nghỉ dưỡng, theo thống kê hưu trí toàn cầu 2012 của tạp chí International Living. Thời tiết ấm áp, nhà ở giá rẻ và chi phí chăm sóc cho sức khỏe không tốn kém là các yếu tố lý tưởng thu hút những người về hưu muốn tìm chốn thanh bình để nghỉ dưỡng. Cư dân Cuenca Patricia Barbera đã nhận biết làn sóng người dân Mỹ nhập cư thông qua các lớp học may của mình. Cô nói nhiều người trong số họ đọc blog, lên trang mạng tìm hiểu về cuộc sống địa phương và chia sẻ kinh nghiệm của họ. Những cư dân mới đến mà không nghiên cứu về quốc gia này có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy đồ nội thất, đồ gia dụng và máy móc điện tử có chi phí cao nhất. Lừa đảo bất động sản là vấn nạn phổ biến. Amy Prisco, một cựu cư dân New York kinh doanh bất động sản ven biển ở Salinas cho biết. Brian Haynes, một blogger nói nghiên cứu là điều cần thiết cho một quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Ông cũng đề nghị nên dành thời gian ở nước này để tìm hiểu trước khi quyết định định cư lâu dài ở nơi đây. Chính phủ ước tính rằng khoảng 6.3 triệu người Mỹ đang sống ở ngoại quốc, trong số đó người về hưu là 1.5 triệu. Và kính thưa quý vị, tin từ Santo Domingo, những cư dân Santo Domingo đang tìm kiếm niềm vui trong ánh nắng mặt trời với một ly cocktail trên bãi biển sẽ không phải đi đâu xa trong tuần lễ này khi chính phủ đã cho ra mắt bãi biển nhân tạo đầu tiên trong đất nước, cho phép những cư dân không đủ khả năng đi du lịch đến các bãi biển truyền thống tận hưởng không khí ngày lễ an toàn bằng bãi biển nhân tạo. Santo Domingo có rất nhiều bãi biển, nhưng các bãi biển toàn là đá và nước thì ô nhiễm ở hầu hết các bãi biển tại vịnh. Tuy nhiên, 1.500 feet vuông cát được đổ gần đường lát ván ở bãi biển của thành phố đã làm người dân nơi đây phải xem xét lại kế hoạch mùa xuân của họ. Cư dân Augusto Valdivia cho biết nó có vẻ như một ý tưởng tốt. Hôm nay là ngày đầu tiên các cư dân đến tận hưởng bãi biển và ông cá rằng vào ngày mai sẽ có nhiều người đến đây hơn. Bãi biển dài 90 mét tương đương với 300 feet với 12 bể bơi và có đầy đủ những cây cọ, ô dù, ghế dài cho một cảm giác xác thực hơn về bãi biển. Với chi phí ước tính là 100.000 Mỹ Kim, bãi cát nhân tạo mở cửa vào ngày thứ Năm vừa qua. Và kính thưa quý vị, tin từ Cahuta. Ở cạnh vùng biển Caribbean tuyệt đẹp ở Costa Rica và nép mình trong công viên quốc gia Cahuta là một khu bảo tồn động vật chuyên dụng để bảo vệ các con lười. Đây là một địa điểm thu hút các du khách, những người quan tâm muốn được chiêm ngưỡng các động vật có vú tò mò. Tình nguyện viên ở nơi đây đang nghiên cứu và phục hồi dân số lười ở địa phương. Những con lười hiền lành và khuôn mặt dễ thương đang gần thu hút được nhiều người thăm hộ mới. Những sinh vật đáng yêu này lại được đặt tên theo một ngày 7 tội lỗi chết người do chúng di chuyển rất chậm. Khi sự phát triển đô thị ảnh hưởng đến nơi sinh sống của các sinh vật ba ngón này, khu bảo tồn được đẩy mạnh với nỗ lực nhằm giáo dục cho du khách và dân địa phương về các loài động vật có vú ít được biết đến. Khu bảo tồn được thành lập cách đây hơn 2 thập kỷ. Họ bắt đầu công việc tuyên truyền của mình sau khi một cư dân bàn giao cho Avery Judy Arroyo, một sáng lập nơi trú ẩn này, một con lười đói khát. Trong những năm qua, số lượng các con lười được cứu hộ đã tăng lên đến hơn 130. Chúng có nhu cầu về chăm sóc y tế và phục hồi chức năng. Các con lười này là động vật ăn thực vật, phần lớn thức ăn của chúng chủ yếu bao gồm lá và chồi non của các loài cây trong các khu vườn của Costa Rica. Nạn phá rừng và sự phát triển đô thị hóa ở đất nước này đã ảnh hưởng đến môi trường sống của loài động vật này.
bác sĩ thú y của khu bảo tồn Marcelo Espinosa cho biết, nhiệm vụ của khu bảo tồn là phục hồi chức năng cho những động vật này và mang chúng trở về môi trường sống tự nhiên của chúng khi có thể. Cô nói có nhiều trường hợp các con lười bị điện giật do hệ thống điện bắt ngang khu rừng, chúng bị gãy xương khi rơi từ trên cây xuống, họ sẽ chữa trị cho chúng và gửi chúng trở lại rừng khi chúng khỏe mạnh. Nhiều con lười được tìm thấy đã mồ côi cha mẹ do bị bỏ rơi hoặc cha mẹ chúng đã trở thành con mồi cho động vật ăn thịt của khu rừng. Mặc dù có một đội ngũ chuyên dụng gồm các chuyên gia và tình nguyện viên làm việc không mệt mỏi nhằm cứu giúp những sinh vật nhỏ bé khỏe mạnh trở lại, người sáng lập của khu bảo tồn thừa nhận rằng không có sự trợ giúp nào của con người có thể thay thế được sự chăm sóc mà một con lười con nhận được từ mẹ của nó. Avery Arroyo nói đây là một vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt. Chúng ta không thể dạy cho một con lười con các thông tin như là mẹ của nó có thể truyền đạt. Trong rừng có rất nhiều loại cây, mẹ của chúng sẽ dạy cho chúng làm thế nào để chọn đúng loại cây nào mà chúng ăn được, loại cây nào là độc hại mà chúng cần tránh. Đó là một vấn đề rất phức tạp. Nhiều con lười trong khu bảo tồn động vật có vú không thể được trả tự do trở lại tự nhiên do bị tổn thương vĩnh viễn như cắt cụt ngón tay, điện giật nghiêm trọng và các chấn thương nặng khác. Con lười là động vật có vú di chuyển chậm nhất thế giới và được tìm thấy trong các khu vực của Trung và Nam Mỹ. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, nhiều loài lười có nguy cơ tuyệt chủng. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin ngày mai.